MC vị tranh mới sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Tại sao anh lại cứ mấy nhặt vào cái test dí từ trên Facebook dí tới đây luôn. Mọi người có thể dành cho test một tràng pháo tay đúng không? Anh như chút nghiên lý anh còn hỏi ý kiến của test thôi. Phải hơi thoải mái, vui vẻ mà. Rơi nước mắt, rướng rướng. Có vài chuyện trong cuộc đời mình luôn mình nhớ về nó. Cái hình ảnh đó nó chạy chung, nó flashback chung là âm nhạc này. Là cái lời thấy được cái mình trong đó, những cái công chuyện mình trải qua. Mình live bảo là bây giờ muốn vào được ăn được nút thì phải tham gia thử nghiệm này, nên là một speed cùng với tất cả anh em ăn được nút thì sau này anh em sẽ được làm chủ tịch của ăn được nút. Mic check, 1, 2, yeah. Hello. Hi guys. Mọi người ơi, có ai ở đây đang có tình yêu không ạ? Không có tình yêu đúng không? Thì mình đồng cảm với bài này nhá. Hết mỹ rồi. Chẳng còn cái gì để đợi đâu. Sang cái kia là cái tàu biển ngon nhỉ. Ok. Mọi người dành cho thấy một tràng pháo tay. Oh my god. Anh không thể bước tiếp bên em, baby. Đừng quá đau buồn. Có ai kia cùng em sẻ chia bao nước mắt trong tim còn lại. Và thôi, vì giờ đây hai ta chẳng thể đến bên nhau. Ở phía trước từng đoạn đường em đi, rồi sẽ có ai thay anh nắm tay em. Tại sao anh lại cứ mấy nhặt vào cái test dí từ trên Facebook dí tới đây luôn. Mọi người có thể dành cho test một tràng pháo tay đúng không? Nhưng mà thật sự hồi nãy anh thấy cái bài hát đó là đạt cảm xúc như anh mong muốn chưa? Cảm xúc của chính bài ấy và khi mà test thì anh là chiên tình yêu của bóng này. Anh hoàn toàn đồng ý với test và khi mà nghe cái demo đầu tiên thì rất là cảm xúc và anh chắc là đây sẽ là một bài hit của test. Nhưng mà thật sự là lúc mà test đưa ra cái chủ đề này thì anh có lo ngại rằng là test sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình và có thể là ảnh hưởng đến phần thi không? Anh nghĩ là test như thế là cũng đủ dùng. Anh cũng bạn ấy giới thiệu phần của phần thi tiếp theo, thí sinh tiếp theo. Bạn ấy làm cái gì đấy để mà nó vừa nói được. Dạ vâng. Ok. Nhà cưng đang bị thầy chọc. Đâu rồi cái bàn rồi? Anh đang biết khóc hả? Bài của test rơi nước mắt rướng rướng. Mà sao vậy?
Và có phải đó là màu ruột của mình, cái tự nhiên mình xúc động không? Phải tí mà rất hơi suy suy thôi. Có vài chuyện trong cuộc đời mình lâu mình nhớ về nó. Tại như cái hình ảnh đó nó chạy chung, nó flashback chung là âm nhạc này, tôi là cái lời thấy được cái mình trong đó, những cái câu chuyện mà mình trải qua. Nhưng mà Karis có nghĩ là sẽ một ngày nào đó mình cũng sẽ trở về cái màu nhạc đó không? Thực ra Karis vẫn làm mà, Karis có cả đóng xong bài, cảm ở nhà chỉ để Karis nghe, chả bao giờ mất. Đó là mình cảm thấy chưa đến đúng là điểm hay, mình thật sự là mình cũng chỉ muốn để một mình nghe. Biết nghĩ rồi đó, mình biết nghe à. Những màu nhạc sắp tới thì Karis không có muốn. Như anh Thành nói à, chúng ta sẽ chết vì chúng ta cũ thôi. À. Thì Karis mong muốn mọi người cứ định hình trong cái phương thức là việc thức tình luôn. Và dù mình vẫn làm cho bản thân mình mà cảm thấy khán giả đã bắt đầu thấy đủ luôn. Hôm nay mặc đồ rất là màu, rất là tươi luôn. Có phải là mình đang muốn cho mình một cái tâm trạng là vui mà không ngờ mình xuyên ngang cái khúc đó hả? Đó là một cái mình nằm ngoài dự định. Sao chưa chung kết, nó cũng là một cái vòng mà để ra nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn lúc nào cũng vậy, nên là mình cũng hơi buồn cũng vì tâm lý trước, nhưng mà đó là điều khó tránh khỏi. Lời nãy tâm sự cái gì đó. Tâm sự về, đúng rồi, về màu nhạc của Karis. Thì Su có bao giờ mình làm cái màu nhạc giống như vậy không? Chưa đúng không? Tôi làm gì có cái giọng trẻ trát như nó. Nhưng mà mình có bao giờ mình làm về tình yêu mà kiểu như TLC hồi nãy, là về một cái chuyện tình đã qua? Có nhưng mà không có release. À, là cũng giấu cho mình biết. À, nhưng mà sau này cái nó biến tướng ra thành nhiều loại tình yêu khác chứ bộ. Nhưng mà thật sự là cũng sẽ có những cái giai đoạn mà mình sẽ có kiểu nó hơi trầm lắng, hơi suy vậy, thì thật sự là khán giả chưa nhìn thấy điều đó ở Su bao giờ hết. Dạ, yeah, hình như lúc nào cái chặng đường sự nghiệp của Su nó cũng vậy hết. Phải không? Anh Su thấy giống như là... Dạ, Su không biết nữa. Su cũng hơi quá hướng nội. Có phải là Super cũng sợ rằng là nếu mình trình bày những cái bài đó thì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng cảm xúc không? Không có rồi. Tại vì không biết nữa, xưa làm bài xưa không có tính lắm à. Thì giống như là ví dụ như Bad Army nè, thì mình yêu ai mình cũng la lên đúng không? Đúng rồi. Làm cho nó kiểu không là không quá cá nhân, mặc dù là nó từ cá nhân. Thì đó, bây giờ xin thích mấy cái vậy. Mọi người, đây là một khách mời rất đặc biệt. Dạy Mai Âm Nhạc. Lần đầu mà em gặp chị Mai Âm Nhạc, nhưng mà lại gặp ở hậu trường cũng rất đặc biệt. Biết chị Mai Âm Nhạc được 2 rồi. Rất ấn tượng với chị Mai Âm Nhạc. Năng lượng chị và cái cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em rất nhiều, em sẽ hiểu được. Tức là em không nói được thành một câu luôn. Cảm quá mạnh. Cái cảm quá mạnh. Bây giờ chị Mai Âm Nhạc gửi một lời chào cho khán giả. Dạ vâng, thì ngày hôm nay thì chờ nãy giờ rồi. Mới được karaoke phỏng vấn thì hơi sao gì vậy? Đéo đó, mình có lăn lửa rồi quá mọi người. Lăn lửa. Ok quá luôn, thì mình đầu tiên thì chẳng chỉ có thằng Bao. Và hôm nay thì chẳng rất là may mắn khi được ngồi xem hết tất cả phần trình diễn ở tháng hôm nay. Yes! Thì ai cũng là quán quân hàng đầu. Và đây quán quân hàng đầu. Nữa! Nhưng mà chúc mừng cho sản phẩm mới của chị Mai. Em là người xem, có vẻ như là chị đó, con đón em. Bao quá ghê. Em ăn gì? Yes! Chị đón xem. Sướng rồi, ngày hôm nay hơn em có một ngày ăn khang thịnh vượng. Chờ sao? Bây giờ chị Mai xuất hiện ở đây với vai trò là gì? Hôm nay mình tham gia vào à,
Thì anh Minh Lai bảo là bây giờ muốn vào được ăn ở Nút thì phải tham gia cái lớp này. Nên là một tweet cùng với tất cả anh em ăn ở Nút thì sau hai hôm nay sẽ được làm chủ tịch của ăn ở Nút. Nãy giờ có tweet không? Có. Rồi mọi người đón chờ mình chuyển spot tweet của chị Mai nha. Nói chung là mình là một fan của gia đình chị Mai. Mình là fan của anh BY. Tôi đi nhờ chúng ta em. Làm nhạc. Follow chị Mai. Theo dõi những cái trường hợp nhạc của chị Mai. Xin được cảm ơn em và ngày hôm nay em rất là gọi là nghẹn ngào. Đúng rồi, bây giờ không cần phải nói nhiều đâu, không cần nói nhiều. Để mà nói về Hamilton thì không có gì để nói mọi người ơi. Giống quá rồi đó. Chúc em một ngày vui vẻ, chúc chương trình thành công sức sữa. Hôm nay có anh BY đi với nhau. Chị hy vọng mà chị Mai gửi lời cho anh BY là em là fan mừng quân của anh. Thì em hy vọng là sau khi yêu cầu đó tới BY em sẽ hết mọi thứ mỗi cái năm tuổi này. Chị cảm thấy chung kết năm nay như thế nào? Chung kết năm nay á? Dã man luôn là ở nhà tập một kim nhảy ra ngoài rồi ơi, đã con mắt được gọi là được cả phần nhìn cả phần nghe luôn. Và chị có thấy phần thi của Lil Ray như thế nào? Lil Ray á? Nó phải gọi là nói với em là phải rap lên. Oh shit. Má ơi, nó lại sửa phần thi nhỏ. Làm cái cây. Ok. Wasabi, you know what I'm saying? Yeah. Dùng edge, you know what I'm saying? Chị đặc biệt là mà thưa sống tờ. Cả má không coi. Chị cảm thấy Lil Ray có được những thành công thì chị cảm thấy như thế nào? Chứ mình cảm giác như là mình thực sự luôn, mình không biết nói gì. Mình từng ngày luôn, cô bé chúng ta đã phải trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc đời này có thể đến với sân khấu ngày hôm nay. Tôi là cái người đã nhìn thấy được khó khăn ở trong cô bạn thân của nó. Mình là sự cố gắng của cô ấy từng ngày. Tôi đây chị Mai xem gì? Ủa gì vậy? Không biết làm gì luôn. Như là tay bài của chị mà nghe. Không biết làm gì tối nay cả. Ring a ding ding. Cơ hội sở hữu vé rap Việt All Star Concert 2023 miễn phí duy nhất trên sự ứng dụng giải trí Vion. Xem ngay mỗi tối những chương trình được yêu thích nhất 20 giờ thứ hai bà từ Hoa Vương, 21 giờ thứ sáu ca sĩ mặt nạ The Mask Singer Việt Nam mùa 2, 20 giờ thứ bảy Rap Việt mùa 3.